Việc làm khu chế xuất Linh Trung 2 thành phố Thủ Đức cần tuyển gấp 100 lao động phổ thông thời vụ, nhận nam nữ, độ tuổi từ 18 đến 45, công việc sản xuất rèm cửa sàn gỗ, công ty đi ca ngày và ca đêm, mức lương như sau: lương 8 tiếng 245.000 đồng, tăng ca 34.000 đồng giờ, lương 8 tiếng ca đêm 275.000 đồng, tăng ca 40.000 đồng giờ, cơm nước công ty bao, phụ cấp chuyên cần 100.000 đồng tháng làm đủ 26 ngày công, cam kết không thu phí của người lao động. Mọi chi tiết thắc mắc xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi, số 0352673913 gặp anh Châu. Hỗ trợ ứng lương hàng tháng, hỗ trợ tìm trọ dùng công nhân ở quê lên làm. Hãy nhanh tay gọi trực tiếp với chúng tôi, bạn sẽ có công việc ổn định. Công việc ổn định của bạn là sự thành công của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.